Rồi, lời đầu tiên Tấn Phát Vlog xin chào toàn thể cô chú anh chị, lời chào trân trọng nhất. Thì như cô chú anh chị cũng biết rồi á, thì mình cũng mới làm video đầu tay, cho nên có gì mà sơ sót á, thì xin cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng mình bỏ qua giùm hen. Như cô chú anh bị biết á, thì những cái anh chị mà đi trước á, làm video thì cũng chia sẻ cái vấn đề là cái cách chăm sóc bò nè, rồi với cách coi sái tích này kia. Thì lúc đầu thì mình cũng dự định sẽ làm video đó, nhưng mà điều mình thấy giờ có nhiều bạn làm rồi, cho nên là mình cũng thấy không cần thiết để mình làm mấy chuyện đó nữa. Thì mình nói ngay cái chuyện mà vấn đề về mua bán bò đi. Ví dụ giờ ở Bình Định thì có cái anh Tồn á, ảnh cũng là cái kiểu mà không không phải mà lái mà mua bán, mà ảnh ảnh đi tới tận nhà vườn ảnh mua xong rồi á, ảnh đăng video lên đó, đó là ảnh báo giá thực tế, ví dụ tới chuồng ảnh mua bao nhiêu ảnh bán bao nhiêu. Thì ở ngoài mình thấy cái đó cũng là cái cách hay, cái đó là cũng như giống như là thứ nhất mà mình cũng nói cho các bạn nghe, thì cũng không ai làm không cái gì, nhưng mà điều làm như vậy thì ảnh cũng có một cái lợi nhuận gì bên YouTube đi, nhưng mà được con cái người dân mình nó cũng đỡ khổ, con cái là mình khỏi phải tốn thời gian để mình đi tìm những cái con bò mà mình ưng ý. Ví dụ giờ ảnh đi tìm, ảnh kiếm sẵn có cho mình nó rồi, ảnh đăng lên đó, ảnh mua tại chuồng ba giá bao nhiêu đó, thì ảnh chở về nhà rồi á, rồi mình cứ việc vô kênh của ảnh coi, thì mình hả chốt giá, thì tới đó mà ảnh bắt bao nhiêu thì mình bán lại bao nhiêu, thì anh chỉ lấy tiền xe thôi. Thì ở mình thấy cái ở anh Bình Định ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là có anh ở Ba Tri, anh Ba Tri này ảnh cũng không phải là ảnh mua giống như cái anh ở Bình Định, mà ảnh chỉ là quay video thôi, rồi ảnh giới thiệu, ảnh đưa đăng lên, ai thích thì tới đó mua. Thì mình thấy cái này cũng rất là hay, nó tiện lợi cho đôi bên hết. Như mình như người dân mình không có thời gian đi tới đi lui, nhưng mà người ta có thời gian người ta đi tới lui nhiều, người ta gặp những con bò tốt, con bò đẹp thì người ta giới thiệu cho mình, thì mình mua về nó sẽ an tâm hơn. Với phần mình có bây giờ lên mạng thì thấy có người ta đang lái á, người ta lái người ta bắt về số lượng rất là khủng khiếp, nhiều lắm, nhưng mà mình không có biết rõ nguồn gốc con bò nó ra sao, cho nên mình cũng không an tâm. Còn cái này á, cái này quay trực tiếp tới mua tận chuồng, giá cả đàng hoàng, xong các bạn đã biết nguồn gốc rồi, bắt là các bạn đã biết giá luôn, thì bắt đầu các bạn chỉ có chốt thôi, chốt xong rồi là chỉ cho cái tiền xe của người từng cái anh đi mua thôi. Giống như còn cái anh bên Ba Tri thì anh chỉ quay clip lên rồi ảnh chỉ chỗ bò chỗ đó, rồi cho số điện thoại, thì mình tới đó tự mua. Cái đó cũng là cách hay, đôi bên đều có lợi. Còn mình ở đây thì ở bên Tiền Giang á, thì bây giờ hiện tại thì bên mình thì chưa, mình cũng có sợ trên mạng rồi, mình cũng chưa có thấy ai làm cái đó, thì nên là hôm nay mình cũng muốn làm theo cách các anh chị đó làm trước, thì mình thấy mình là người dân mà mình thấy tiện, mà cho nên nữa mình cũng muốn làm như vậy. Mình cũng muốn mua bán công khai cho các bạn biết, biết giá biết đồ. Các bạn cứ thiếu bạn thích con bò nào đó thì các bạn cứ lấy số điện thoại của mình trên video nè, rồi có gì liên hệ với mình. Ví dụ bây giờ mình ở đây mình có hai con đi, để mình quay cho các bạn coi, để khỏi mất thời gian. Mình nói nãy giờ bạn cũng hiểu là cái vấn đề là mình không phải là lái,
mà mình chỉ là đi đi có thời gian mình đi coi bò, bắt bò về thôi, rồi giá cả thì các bạn cũng đã biết rồi, thì mình chỉ có những khi lấy tiền xe cộ thôi, chứ mình không có dạng như lái bắt về rồi lời 2-3 triệu là không có nha. Cho nên anh em nào ấy thì có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình thì yên tâm cái phần đó. Thôi đây là để quay cho các bạn coi nha. Đây còn đây mở đây có hai con. Như đây đây con bò con cái kem của mình nè. Đó. Mình bắt tại chuồng của người ta là 21 năm. Đó thì các bạn coi đi, đó. Cái tích rồi hoàn chỉnh rằng thiện rằng mình dài. Mình nó rất là dài nha. Mình dây chân trụ đồ ngon lành. Rồi rồi cái này mình mới 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 vừa quay cho nên có cái gì các bạn thông cảm giùm nha. Đây. Rồi. Đây là con bò cái kem nè. Đó, con bò này là nay là nó 10 14 tháng 15 tháng rồi nghe các bạn. Đó, mình rất là dài, sái tích ngon lành. Đó. Chân trụ rồi ấy bự, chân bự, mình dài. Đuôi cũng dài các bạn. Đó, rồi đây là cái con bò cái thứ hai của mình đây. Bạn coi con bò cái này á, thì nó cũng có chữa này được 7 tháng rồi. Đây bạn quay gần cho coi cái bụng này. Sáng giờ mình giờ nó mái đùng đùng rồi. Đó. Đó, để quay quay xa xa cho bạn coi. Đó, con bò này nó cũng sanh được 4 lứa rồi nghe các bạn. Đó. 4 lứa rồi giờ đang chữa lại này được 7 tháng rồi. Đó, họ nhìn con bò đi. Đó, rất là đẹp luôn. Con bò này thì mình mua tại chuồng người ta là 31. 31 triệu nha các bạn. Nên nó có chữa. Rất là hiền, bữa nay thấy quay quay nè, thấy quay quay cho nên nó ấy chứ nó hiền lắm. Đó, rồi các bạn có nào đó, có nhu cầu đó thì liên hệ mình nha. Đó, con bò này sái tích hoàn chỉnh, bao lồi lõm, không vấn đề hết, có chữa 7 tháng, mình bắt về người ta là 31 á. Rồi có gì các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ điện thoại mình ở trên màn hình nha. Rồi video mình tới đây thôi, xin chào các bạn nha. Có gì thì các bạn nếu quan tâm chia sẻ thì nhớ ủng hộ mình và đăng ký kênh của mình, chứ thêm mình một like nha. Cảm ơn các bạn. Rồi xin chào.